Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Tiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Và trở lại trong bộ sưu tập lần này thì cửa hàng Kiên tiếp tục mang đến cho các bác một lô đồng hồ với rất là nhiều các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng. Các bác mình trong quá trình xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi bên ngoài màn hình nhé. Và đối với các bác lần đầu biết đến kênh thì mình đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để ngay phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng qua chuông bên cạnh để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem một cách sớm nhất nhé. Rồi ngay sau đây em sẽ đi vào phần giới thiệu các mẫu ngày hôm nay mà các bác cùng theo dõi ạ. Chiếc đầu tiên Technos Spider, đây là một em đồng hồ thương hiệu Technos của Thụy Sĩ các bác nha. Spider mang phong cách cực kỳ là nam tính và khỏe khoắn. Thiết kế form mặt với phần gọc số dạng khối và có một ô click góc 6 giờ này. Các bác nhìn thân vỏ bên ngoài của chiếc này toàn bộ sẽ là vỏ thép không gỉ nha. Mặt niềng với những đường vân tỏa tia ra bên ngoài tạo hiệu ứng rất là đẹp cho phần mặt này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đài bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu ở đây. Nốm zin nguyên bản của đồng hồ Technos ạ. Trên này sẽ có chiều ngang size 37 và chiều dọc là 43 nha. Đây là một form mặt lớn nha. Đấy các bác có cổ tay to, các bác đeo này rất là đẹp luôn này. Đó, lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Cổ tay em thì là cổ tay nữ, tay 15.5 nhá. Các bác nam thì cổ tay sẽ to hơn tay của em một chút này. Đó, Technos Spider, máy cơ tự động. Trên này có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa ạ. Máy cơ tự động và có hỗ trợ quát tay nha. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Về phần máy bên trong, ngay sau đây em sẽ mở máy cho các bác cùng ngắm ạ. Đây chính là bộ máy của chiếc Technos Spider này. Máy em này rất là sáng và đẹp nha. Đây là một bộ máy cơ tự động nguyên bản của Technos với 20 năm chân kính này. Này các bác nhìn máy cực kỳ đẹp luôn nha. Đó. Tình trạng hoạt động tốt, máy rất là sáng. Technos Spider mã số 1 giao lô các bác với giá là 2.280.000 ạ. 2.280.000 chốt đơn cho em với mã số 1 ngày hôm nay nha. Zalo số điện thoại em đã để ngay bên ngoài màn hình rồi. Đấy, các bác chốt đơn liên hệ trực tiếp cho em nha. Rồi em tiếp tục qua mã số 2 này. Số 2 sẽ gửi đến các bác đó là một chiếc Rado form trứng ạ. Đây là một chiếc Rado Simple Auto, một phiên bản cổ của thương hiệu đồng hồ Rado, rất là đẹp nha. Dáng trứng ạ. Thân vỏ bên ngoài toàn bộ là vỏ thép không gỉ. Đặc biệt là cái phần mặt nền của mẫu Rado này thì các bác có thể thấy được là được tạo hình thêm những cái đường vân chìm trên phần mặt. Đó, làm cho phần mặt rất là đẹp như thế này. Toàn bộ phần cọc số trải tia và đặc biệt là còn có cài thêm cả đá đen nữa nha các bác. Đây, các bác nhìn này, cọc số đã thiết kế rất là mảnh rồi, thế nhưng mà còn cài thêm cả đá đen nữa. Có một ô click góc 3 giờ. Chiếc Rado này có chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là size 40 nhé. Ngang 36 và dọc là 40 này. Bộ máy cơ tự động. Ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ quát tay nữa. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ, rất là đẹp. Vỏ thép sáng bóng nha. Nốm zin này. Đây là phía dưới mặt đáy thì đây là một chiếc đáy kiểu bắt úp và ở đây có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu đồng hồ Rado ở đây. Dây khóa này thì sẽ là dây lụa linh kiện nhé. Em đeo lên tay này. Rado Simple Auto, máy cơ tự động, thương hiệu của Thụy Sĩ. Mã số 2 giao lưu các bác với giá là 2.280.000 ạ. 2.280.000 nha, chốt đơn cho em mã số 2. Tiếp tục qua chiếc số 3 này. Số 3 sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ mang phong cách cực kỳ là chất luôn ạ. Đó, phong mặt vuông TV. Rado Manhattan, một phiên bản cổ của thương hiệu đồng hồ Rado. Em này thì form dáng rất là dày dặn luôn nha. Đó,
dành cho các bác mình yêu thích những cái phong cách nó độc lạ và nó nam tính này. Cọc số thiết kế dạng đối xứng và có một ô cửa lý góc 3 giờ. Chiều ngang em này là 39 và chiều dọc tính cả chân càng thì sẽ là size 41 như thế này nha. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ. Phía dưới mặt đáy có khắc biểu tượng radio hai cá ngựa ở đây và phần đốm zin nguyên bản của đồng hồ. Đặc biệt là em này thì còn giữ được cả phần dây khóa nguyên bản nha các bác. Dây khóa radio này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt của em đồng hồ này. Radio Manhattan. Form cực chất luôn. Đó, phong cách nam tính, khỏe khoắn. Máy cơ tự động. Và ngoài ra thì chiếc này có hỗ trợ thêm cả cửa con tay nữa. Các bác yêu thích chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã số 3 nha. Giá của em này là 3 triệu 080 nghìn này. Ngoài ra về bộ máy bên trong thì đây sẽ là bộ máy của em Rado này. Này các bác nhìn này, máy rất là đẹp nha. Em này máy vàng nguyên bản của Rado luôn. Đây là một bộ máy 5 tầng với 20 năm chân kính này. Máy nguyên bản của Rado. Đó, tình trạng máy thì đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi ạ. Tiếp tục qua chiếc số 4 này. Duy nhất một chiếc Senco 5 chặt góc. Huyền thoại thời bao cấp tại Việt Nam những năm thập niên 70-80. Chắc hẳn là các bác đang xem video của cửa hàng Kiên Đồ Cũ thì sẽ có rất là nhiều bác cũng cực kỳ quen thuộc đối với cái thương hiệu này rồi đúng không ạ? Một trong những cái thương hiệu mà rất là nổi tiếng tại Việt Nam vào những năm thời bao cấp. Đó. Không những là mang lại những cái giá trị về mặt thời trang mà nó còn mang lại rất là nhiều những cái kỷ niệm về một thời khó quên ạ. Đó. Đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ mà em nghĩ là không phải em nghĩ mà là tại cửa hàng em cũng đã bán rất là nhiều rồi và được các bác đón nhận cũng như là cực kỳ là yêu thích. Đó. Ngày hôm nay thì em tuyển chọn thêm cho các bác được một chiếc Senco 5. Em này thì còn khá là đẹp, rất là đẹp luôn nha. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép này, vẫn còn sáng. Mặt đen viền vàng và em này thì có một ô cửa lý góc 3 giờ nha. Chiều ngang size 34 và chiều dọc sẽ là size 39 này. Dây khóa Senco. Đây là mặt đáy nha, vỏ thép không gỉ. Núm góc 4 giờ và đây là một bộ lịch bơm này. Lịch bơm các bác nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Máy thì sẽ là máy 7009 nhá, bộ máy nguyên bản của Senco năm xưa đấy ạ. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Senco 5 chặt góc hay các bác còn gọi là Senco 5 chém cạnh đấy ạ. Bác nào yêu thích chiếc này chốt đơn cho em mã số 4 nha. Với giá là 1 triệu 180 nghìn. 1 triệu 180 nghìn chốt đơn cho em mã số 4 này. Tugarit, một em đồng hồ cơ cổ đến từ Thụy Sĩ ạ. Chiếc này khá là xưa rồi. Đây là một chiếc Tugarit. Máy cơ tự động nha các bác. Em này thì sẽ là một cái form mặt vuông tivi, mặt với hai màu đen trắng. À, em xin lỗi, mặt với hai màu vàng và trắng nha. Kèm theo đó là cái phần niềng bên ngoài thì sẽ có các cái đường vân vảy rồng cực kỳ là ấn tượng như thế này. Ô cửa lịch góc 3 giờ. Đó, thân vỏ bên ngoài của chiếc Tugarit này thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu này. Đó. Chiếc này chiều ngang size 37 và chiều dọc sẽ là size 39 nhé. Bộ máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt của em đồng hồ này. Tugarit, một em đồng hồ cơ cổ nha. Form này cũng rất là hay luôn này. Form lớn dễ đeo cho các bác. Mình có cổ tay to đeo này thoải mái luôn. Size mặt là 10 11 bề dày là 11 nha các bác. Dày 11 ly. Máy cơ tự động. Tình trạng hoạt động tốt và đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đó. Chốt đơn cho em chiếc số 5 với giá là 1 triệu 380 nghìn thôi. Giá rất là bình dân nha. Cực kỳ tốt luôn, em bao giá cho các bác luôn. 1 triệu 380 nghìn cho một em đồng hồ tự động Thụy Sĩ nguyên bản như thế này. Tiếp theo nha, em lên cho các bác một em Edux phiên bản Kingstar. Đây là một phiên bản cao cấp của thương hiệu Edux. Màu mặt xanh vỏ đỗ. Kèm theo đó là phần cọc số này, các bác nhìn kim cọc vàng nha, toàn bộ các cọc số dạng khối. Nó có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Đó,
Đây là phía dưới mặt đáy nha, có cái biểu tượng của thương hiệu ở đây. Toàn bộ là vỏ thép luôn. Chiều ngang size mặt 36 và chiều dọc sẽ là size 41. Ngang 36 và dọc là 41 nha. Vỏ thép máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Educ này. Đó. Vỏ thép rất là sáng và đẹp luôn này. Trên này thì có hỗ trợ thêm cả cửa cốt tay nữa. Máy cơ tự động và có hỗ trợ cốt tay. Đó, zin nguyên bản của đồng hồ Educ Thụy Sĩ nha. Em này mã số 6 này, giá thì chỉ có 1.780.000 thôi. Chốt đơn cho em nha. Educ King Star phiên bản cao cấp của thương hiệu Educ đến từ Thụy Sĩ. Tiếp tục chiếc số 7 Sentina Water King 275, một phiên bản cổ của thương hiệu Sentina, được ra mắt vào năm 1974 này. Phiên bản khá là xưa, cổ cho các bác. Phong cách thì nam tính. Chiều ngang size 33 và chiều dọc của em này là 38. Cọc số trải tia có cài đá đen và một ô cửa lịch góc 3 giờ. Ở trên này máy cơ tự động. Và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa nhé. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép này, nốm zin nguyên bản. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Sentina, máy cơ tự động, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nha. Em này có hỗ trợ cốt tay nữa. Mã số 7 giá 2.180.000. 2.180.000 cho các bác nào yêu thích nha. Rồi tiếp tục qua mã số 8 lên cho các bác một chiếc Coslavin de Lucy. Đó, một em Coslavin đến từ Liên Xô ạ. Thương hiệu của Liên Xô nha. Ngày hôm nay thì sẽ có một chiếc Coslavin với form máy cơ siêu mỏng. Form dáng rất là thanh lịch cho các bác này. Bạn nào thích những cái form mỏng gọn đây. Em này vỏ vàng, đáy thép có khắc tên thương hiệu. Đó, mặt số là mã, màu mặt đen. Size mặt 35 nha các bác, form chuẩn 3 năm. Bộ máy cơ có tay với 23 chân kính này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Coslavin, máy cơ có tay 23 Jewel. Rồi và trên màn hình đây chính là bộ máy bên trong của em đồng hồ này nha các bác. Em này máy đẹp xuất sắc luôn ạ. Máy 2209 nha. Bộ máy cơ có tay với 23 chân kính nguyên bản của đồng hồ Coslavin này. Máy vàng rất là đẹp luôn. Một cái bộ máy vàng nguyên khối. Rồi. Rồi nha, Zalo các bác với mẫu đồng hồ này. Giá 1.480.000 thôi ạ. Chốt đơn cho em mã số 8 ngày hôm nay nhé. 1.480.000, mã số 8 này. Số 9 lên cho các bác một chiếc Technos Achilles. Một em thương hiệu đồng hồ Technos của Thụy Sĩ nha. Em này mặt rất là đẹp luôn ạ. Mặt kính chém 9 góc, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch góc 3 giờ ạ. Thân vỏ bên ngoài toàn bộ sẽ là vỏ thép không gỉ như thế này. Nốm zin. Đây là mặt đáy này, có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos ở đây. Trên này size mặt ngang sẽ là 30-35 và chiều dọc sẽ là 39 nhá. Ngang 35 và dọc là 39 ạ. Bộ máy cơ tự động nguyên bản. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Trên này vỏ rất là sáng nha các bác. Như hàng nót luôn đấy ạ. Mặt kính thì cực kỳ là sáng bóng này, không có vết xước đâu. Chống xước tốt. Đó, màu mặt xanh rất là đẹp, nổi bật như thế này nữa. Về bộ máy bên trong. Rồi và đây là bộ máy trong của em đồng hồ Technos này nha các bác. Em này thì sẽ có cái phần bánh đà vàng này. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của Technos ạ. Đây, máy hoạt động tốt nha. Em này đã được lau dầu, căn chỉnh ổn định rồi. Ngoài ra thì nó còn zin nguyên bản cả từ phần dây khóa nữa cơ. Đây các bác nhìn này, móc khóa cũng là móc khóa nguyên bản của Technos nha. Đó. Sưu tầm một em đồng hồ xưa mà nó zin nguyên bản như thế này thì quá là tuyệt vời rồi.
Bạn này yêu thích chốt đơn em chiếc số 9 với giá là 2.580.000. 2.580.000 nha, chốt đơn em mã số 9 ạ. Rồi chiếc số 10, số 10 sẽ là một em Senko 5, Senko 5 của Nhật. Đó, chiếc Senko 5 với phần kim cọc số vàng, màu mặt đen bao công và có một ô cửa ly các 3 giờ ạ. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép, inox không gỉ. Chiều ngang size 35 và chiều dọc sẽ là size 40 nhé. Đây là phía dưới mặt đáy này, có khắc tên cùng với các thông số máy của chiếc Senko này. Lên tay cho các bác cùng ngắm này. Vỏ thép sáng bóng, lịch bơm. Lịch bơm nhá. Tình trạng hoạt động tốt, đây là một chiếc Senko 5 máy cơ tự động, 23 chân kính. Mã số 10 Zalo các bác với giá là 1.080.000. 1.080.000 nha, mã số 10. 11 Lucent Picard Du Fonter, một trong bốn dòng đồng hồ chính của thương hiệu đồng hồ Lucent Picard Thụy Sĩ nha. Chiếc Du Fonter này thì sẽ là một chiếc Du Fonter cổ rất là xưa rồi, thân vỏ bọc vàng, 10 micron có triện. Đó. Vỏ vàng này sáng bóng luôn nha. Màu mặt của em này thì sẽ là một cái màu vàng thiết kế cổ điển. Mặt thì hơi lấm tấm một chút vết bụi của thời gian ở đây. Size mặt 33, chuẩn size cổ luôn này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này nha. Chiếc Du Fonter này thì máy cơ có tay ạ. Chiếc đồng hồ máy ba kim có tay, nguyên bản của Thụy Sĩ. Quá là đẹp luôn ạ. Phong cách cổ điển. Những cái dòng đồng hồ của Lucent Picard, những cái thiết kế nó mang một cái nét rất là đặc trưng, kiểu nó mang một cái phong cách rất là vintage luôn ấy. Bác nào thích chiếc này chốt đơn em, mã số 11 nha, giá là 1.650.000. 1.650.000 mã số 11 cho một chiếc đồng hồ cơ cổ bọc vàng đến từ thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ, Lucent Picard. 12 này, Senko Ulisqui, một em đồng hồ của Nhật. Đây là một chiếc Senko cổ nha các bác. Em này thân vỏ cũng là vỏ vàng này, hơi lên màu bạ trầu, cọc số trải tia. Phía dưới mặt đáy thì thiết kế kiểu đáy ép, đáy thép nha. Em này có size mặt là 33 không tính nốm ạ. Bộ máy cơ có tay, tình trạng hoạt động tốt. Chiếc Senko với 4 chân càng rất là dài. Phiên bản này được Senko cho ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 nha. Đó, một em hàng cổ sưu tầm, thương hiệu Senko của Nhật. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã số 12, giá 1.280.000. 1.280.000 nhé, mã số 12 này. Tiếp tục qua mã số 13 và mang đến cho các bác một chiếc Pondrot. Máy cơ có tay 23 chân kính của đồng hồ Liên Xô nha các bác. Em này thì form mặt lớn nha. Màu mặt đen bao công, cọc số trải tia và có một ô cửa ly góc 3 giờ này. Chiều ngang size 38 và chiều dọc chiếc này là 43. Thân vỏ vàng. Ở đây các bác có thể thấy được lớp vỏ vàng bên ngoài rất là đẹp luôn nha. Dày dặn, không hề bị hao mòn theo thời gian đâu ạ. Đây là phía dưới mặt đáy này. Em này các bác cổ tay to là đeo thoải mái luôn nhá. Đó, bộ máy cơ có tay với 23 chân kính á. Có lịch luôn. Rất là đẹp. Vỏ hơi lên màu bạ trầu một chút thôi. Mã 13 giá 1.480.000. 1.480.000 nha, chốt đơn cho em mã số 13. Tiếp tục qua mã nha, mang đến cho các bác một chiếc Caravan. Thương hiệu Caravan, một nhánh của thương hiệu đồng hồ cao cấp Bulova đến từ Thụy Sĩ nha các bác. Đây là một chiếc Caravan với form mặt vuông cạnh bầu, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch góc 3 giờ nhá. Chiều ngang size 34 và chiều dọc nếu như mà chiều dọc sẽ là size 38 ạ. Ngang 34, dọc 38. Thân vỏ bên ngoài thì toàn bộ là vỏ thép không gỉ. Nốm zin nguyên bản này. Ở phía dưới mặt đáy thì sẽ có khắc tên thương hiệu Caravan cùng với lại các thông số máy ở phía mặt đáy này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Lên tay này. Em này trông rất là nam tính luôn nha. Đó. Bộ lịch 2 ngăn, đây sẽ là một bộ lịch 9-12 cho các bác nhé. Bộ máy cơ tự động,
Và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa, Caravan Thụy Sĩ. Chiếc này mã 14 nha, giá chỉ có 1 triệu 550 nghìn thôi. À 1 triệu 580 nghìn, em xin lỗi nói nhầm. Mã số 14 nha, 1 triệu 580 nghìn. Tiếp tục mã số 15 sẽ là một chiếc Slava đến từ Liên Xô. Em này form cũng rất là nam tính này, form mặt vuông cạnh bầu, cọc số dạng khối và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Đây là một chiếc Slava. Máy cơ có tay 26 chân kính nhá. Chiều ngang size 37 và chiều dọc tính là chân càng là size 45 này. Bọc vàng au 10 và có triện ở phía dưới đáy. Vỏ vàng, đáy thì sẽ là đáy thép này. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Màu mặt vàng mỡ gà. Form lớn dễ đeo cho các bác. Bộ máy cơ có tay 26 chân kính. Tình trạng hoạt động tốt. Mã số 15 giá 1 triệu 280 nghìn. 1 triệu 280 nghìn nhé. Mã số 15. Tiếp tục qua mã số 16 này. Một chiếc Pondros. Máy cơ có tay 17 chân kính. Cọc số trải tia và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Em này thì sẽ là một chiếc đồng hồ với màu mặt xám tro, rất là đẹp, lạ mắt nha. Đó, thân vỏ bên ngoài là vỏ được bọc vàng au 5 có triện. Dây khóa lụa và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này. Chiều ngang size 36 và chiều dọc là 43. Ngang 36 và dọc là 43 nhé. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính ạ. Lên tay này. Thân vỏ vàng. Pondros, thương hiệu đồng hồ của Liên Xô, mã 16 có giá là 1 triệu 480 nghìn. 1 triệu 480 nghìn. Tiếp tục qua mã 17, một em Vostok, máy cơ có tay 17 Jewel. Một chiếc Vostok đến từ Liên Xô nha. Em này mặt đỏ, số trải tia và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Đó, niềng bên trên này thì sẽ là thiết kế các kiểu niềng khía. Thân vỏ bên ngoài được bọc vàng au 5 và có triện ở phía dưới phần chân càng này. Đấy. Vỏ vàng, đáy thì sẽ là đáy thép nha. Chiếc này chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc sẽ là 43. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay này. Vostok, đồng hồ Liên Xô. Mã 17, trên này giá 1 triệu 080 nghìn. 1 triệu 080 nghìn ạ. Qua mã 18 này lên cho các bác một chiếc Pondros. Máy cơ có tay 17 chân kính. Form trứng nha. Đây là một chiếc Pondros cổ. Nó cấp số, dạng khối và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Em này thì thân vỏ được bọc vàng au 20 và có triện ở đây này. Các bạn nhìn lớp vỏ màu vạ trầu rất là đẹp. Đó, mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Chiều ngang của em này là size 36 cộng với chiều dọc sẽ là size 40. Ngang 36 và dọc là 40. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay này. Pondros, mã 18 nha. Chiếc này giá 1 triệu 180 nghìn. 1 triệu 180 nghìn ạ. Mã số 18. Qua mã số 19 và mang đến cho các bác một chiếc Slava của quân đội Liên Xô nhé. Em này thì size mặt khá là lớn đấy. Chiều ngang là 37 và chiều dọc nếu như mà tính ở chân càng thì sẽ là size 43 nhé. Ngang 37, dọc 43. Bộ máy cơ có tay 26 Jewel. Màu mặt đen, cọc số học trò và có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ được vỏ vàng nha các bác, vỏ bọc vàng. Đó, thiết kế kiểu niềng khía này. Nếu khía rất là đẹp nha. Mặt đáy thép ở đây thì có khắc biểu tượng quân đội CCCP ở đây. Dây khóa lụa, linh kiện. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava là thương hiệu thứ hai sau thương hiệu Vostok, được phép sản xuất các cỗ máy dành cho quân đội. Và đây cũng là một thương hiệu mà đã ngưng sản xuất vào năm 2010 rồi. Cho nên là bác nào yêu thích và muốn sưu tầm em đồng hồ này thì chốt đơn cho em nha. Mã 19 có giá là 1 triệu 480 nghìn. 1 triệu 480 nghìn ạ. Mã 19.
Mã số 20 lên cho các bác một chiếc đồng hồ mặt huyết của thương hiệu Raketa. Đó, số học trò có lịch, chiều ngang size 37 và chiều dọc. Em xin lỗi, chiều ngang size 34 và chiều dọc là size 40 nhá. Em này thân vỏ vàng này. Vỏ vàng một vài vị trí là đã lên màu bã trầu, bọc vàng Âu 10 có triện. Đó, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm đó. Raketa. Máy cơ có tay 17 chân kính, mặt số học trò và có một ô cửa lịch. Để các bác nhìn này, một vài vị trí là đã lên màu bã trầu như thế này. Mặt đỏ huyết. Mã số 20, giá 1.180.000. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi chiếc đồng hồ ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.